Một điểm mới thú vị năm nay là bảng đèn chạm. Người chơi sẽ nhấn công tắc bật đèn nếu tìm thấy sự đồng cảm và thấu hiểu với đối phương thông qua một bộ câu hỏi dẫn đến tình yêu. Một nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng những câu hỏi trực diện được đáp lại bởi những câu trả lời thẳng thắn, chân thành, trung thực về quan điểm, cảm xúc. Hai con người chưa từng gặp nhau sẽ đến được với nhau gần hơn trong tình yêu. Hãy cùng kiểm chứng điều này thông qua bộ câu hỏi dẫn đến tình yêu ngay bây giờ. Xin được chào đón quý vị khán giả quay trở lại với chung cư Hãy Yêu Nhau Đi. Và bây giờ là hôm qua, chúng tôi muốn chuyên gia Tùng Nha sẽ đưa ra những câu hỏi dành cho cả hai bạn, dành cho Song và dành cho Nga, để thông qua những câu hỏi đó chúng ta biết hơn về những gì các bạn đã trải qua trong quá khứ. Các bạn hiểu nhau, chúng tôi hiểu các bạn. Vâng, xin mời. Quả nhiên là như vậy, quá khứ của đối phương là cái nơi mà mình không có mặt. Câu hỏi dành cho hai bạn là cái điều tốt nhất mà bạn nghĩ là mình đã từng làm cho con mình là gì? Hoặc là cái kỷ niệm về một cái hạnh phúc gần đây mà mình đã trải qua với con của mình. Mời Song. Xin tôi suy nghĩ là điều quan trọng nhất là tôi phải sinh sống tốt, bố là làm việc chăm chỉ và cảm xúc là hạnh phúc là hy sinh, thì chắc chắn là con cảm thấy là tôn trọng và tự hào bố là rất là tốt. À, ý của bạn Song là bạn sẽ phải thể hiện là một cái người cha tốt, hạnh phúc, làm việc chăm chỉ. Đó là cái điều tốt nhất mà mình đang dành cho con mình. Wow. Một tháng trước tôi đã đưa hai con đến Đà Nẵng. Là thì lúc đó là tôi đã lái xe sau đó hướng dẫn là địa điểm du lịch là Đà Nẵng thế nào. Hơn nữa tôi đã cho xem hai con bố sinh sống ở Việt Nam thế nào. Hơn nữa là muốn làm Việt Nam thế nào. Tôi muốn giới thiệu văn hóa là lịch sử thì sinh sống Việt Nam thế nào là cho hai con. Có nghĩa là cho phép hai con thấy được, hiểu được cái trải nghiệm công việc hiện giờ của bố. Chúng tôi xin nhanh xong là trong câu trả lời của anh thì bạn Nga đã bấm đèn rồi đấy. Em cũng chia sẻ thêm một chút về lý do mà khi mà em bấm đèn với cái ý kiến của anh Song. Khi mà em quyết định ly hôn là lúc thì con em 3 tuổi, thì con em còn nói một câu là chỉ cần mẹ thấy hạnh phúc thì con mới được hạnh phúc. Do đó mà em đã thay đổi rất là nhiều. Cái điều mà em thấy em có thể làm được cho con đó là em đồng hành cùng con, có thể là một người bạn của con trong bất cứ một cái sự kiện nào của con. Và cách đây cũng một tháng em đưa con em đi sang Pháp. Em được nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ của một trường Lyon 3 ở bên Pháp. Và hai mẹ con đã có một chuyến trải nghiệm 10 ngày ở bên châu Âu ạ. Có nhiều điểm giống nhau. Wow. Nhiều điểm giống nhau. Đèn bên này cũng đã sáng rồi. Câu hỏi số 2. Câu hỏi này thì Nga sẽ là người trả lời. Cái điều mà Nga nghĩ rằng là nó dại dột nhất, nó dại khờ nhất mà mình đã từng làm trong quá khứ, đó là điều gì? Đến bây giờ, thực ra thì có một cái kỷ niệm mà em không muốn nhắc đến, nhưng mà nó cũng đã xảy ra rồi. Và nó cũng là một cái bài học cho em đến cái thời điểm hiện tại. Bởi vì em đã phải kiểu là mẹ đơn thân cũng nuôi con một mình trong gần 9 năm. Thực sự thì có những lúc mà vừa phải đóng vai trò làm mẹ, vừa đóng vai trò làm bố và cũng làm bạn của con. Và mình cũng phải đảm nhiệm các cái công việc ở công ty cũng như là các cái mối quan hệ xung quanh, thì sẽ có những cái thời điểm mà em bị rất là áp lực. Có một ngày khi mà em trở về thì em bị áp lực vì mọi thứ xung quanh. Em không chịu được và em có một cái hành động dạy dỗ trước mặt con. Đấy là em định tự tử trước mặt con. Bởi vì em của em không chịu được. Thì lúc đấy là con em nó lao vào ôm em. Mà em bảo con đi ra đi, vì hành động như thế nó rất là nguy hiểm với con, mà em không chịu được. Con em thì nó cứ thế nó lao vào. Nó bảo mẹ ơi con thương mẹ lắm. Và tự nhiên em bừng tỉnh. Em bảo em đang không làm gì thế này. Tại sao em lại có thể làm như thế trước mặt con em? Ở cái thời điểm đấy có thể là em sống trong cảm xúc của em, nhưng mà em nhận ra rằng là con em nó mới là cái mục đích mà để cho em có thể là có những cái lúc em buồn, em vui.
và em tốt đẹp như ngày hôm nay cũng là bởi vì con. Nên là em quyết định em dừng lại ở cái thời điểm đấy. Em cảm thấy là rất mừng là em đã có thể dừng lại được. Chúng tôi cũng rất mừng là bạn chẳng những dừng lại mà đến thời điểm này thì bạn vẫn nhìn thấy rằng đó là một cái điều thực sự dại dột và mình không nên lặp lại. Vâng. Câu hỏi thứ ba mình sẽ dành cho cả hai bạn. Lần cuối cùng mà bạn khóc là khi nào? Và vì sao mình lại khóc trong cái lần đó? Tôi 10 năm trước. 10 năm trước. Tôi đã khóc cuối cùng. Lúc đó bố của tôi đã qua đời. Nhưng mà bố của tôi chưa bao giờ nói về là vất vả lắm là khi làm việc. Mỗi khi về nhà tôi là thấy bố luôn luôn khỏe, sau đó không nói về gì cả, về công việc thế nào, nói ít thôi. Cho nên là tôi tưởng là bố của tôi rất khỏe. Sau đó tôi đã mới biết là sức khỏe của bố không tốt, là lúc đó là anh đã khóc nhiều. Tại sao tôi không hỏi về bố sẽ kiểm tra sức khỏe? Nếu kiểm tra sức khỏe thì có thể biết là có vấn đề gì. Hơn nữa lúc đó là tôi đã ở trường đại học. Học phí Hàn Quốc là rất cao. Cho nên là bố của tôi chắc chắn là ám lực, phải kiếm tiền hàng ngày, là không nghỉ việc. Nếu em có thể qua lại thì em muốn hỏi về bố của tôi. Bố cứ nghỉ ngơi thì tôi có thể, con có thể làm thêm, không sao. Cho nên là bây giờ tôi cũng cảm thấy để giữ gìn gia đình quan trọng nhất là sức khỏe. Cho nên là bây giờ tôi luôn luôn hỏi về mẹ của tôi. Thế thì mẹ của tôi luôn luôn kiểm tra là khám bệnh là sức khỏe. Cho nên là năm nay mẹ của tôi 75 tuổi, nhưng là mỗi cuối tuần có thể leo núi. Sau đó mỗi tuần gặp bạn trai mới thì có thể đi chơi được. Bạn trai mới tôi nghĩ là bấm nút. Đoạn này là cho mẹ chồng tương lai chứ không phải cho anh chồng. Đúng rồi. Phương thấy Phương muốn bấm nút suốt ngày từ nãy giờ là nghe câu chuyện của hai người mà. Ủa rồi bên đây khóc luôn. Khóc quá trời luôn. Tại cả hai câu chuyện đều đồng cảm. Họ đều có cái nỗi đau riêng, đều có cái sự tiếc nuối riêng, đều có sự hối hận và đều có mong muốn được làm tốt hơn ấy. Và họ đều là những người mà có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện rất sâu sắc nhưng mà vẫn rất là đầy tích cực. Và thế là làm cho Phương khóc quá trời luôn. Nên là Phương nghĩ là phần lớn là phải chạm nhau thôi. Bây giờ nỗi đau thì qua rồi, thôi bây giờ mình nhớ lại chuyện vui đi. Cái điều lãng mạn nhất bạn đã từng làm cho người khác hoặc người khác đã từng làm cho bạn, mà bây giờ nghĩ lại thì mình vẫn thấy đó là một điều lãng mạn. Cái diễn biến đó là cái tình huống như thế nào? 7 năm trước, vợ cũ chuẩn bị một cái bàn cake là trong nhà. Tại vì lúc đó là tôi đã được thăng chức ở công ty. Yeah. Nhưng mà tính cách vợ cũ là chưa bao giờ là chuẩn bị như vậy, chưa bao giờ chuẩn bị tặng quà. Thế thì tôi cảm xúc rất là cảm động. Nhưng sau một tháng tôi đã mới biết vợ cũ chuẩn bị như vậy là vì lương tháng của Song đã tăng lên rồi. Cho nên là rất vui thì chuẩn bị như vậy. Một câu chuyện hỗn loạn cảm xúc. Dạ, cốt lõi là vì người ta mừng vì anh này anh được tăng lương, tiền ảnh nhiều hơn, chứ không phải là chia sẻ cái niềm vui thăng tiến trong công việc. Nhưng tôi vẫn nhỏ là ngay đó rất là cảm động trong cuộc sống của tôi. Nhưng mà vẫn công bằng nha, vẫn ghi nhận là bữa đó mình có cảm động. Đúng rồi. Cái lý do mà em bấm đèn ấy là bởi vì cũng giống như là cái lời mà em đã viết trong tấm thiếp dành cho anh Song ấy, là chúng ta không thể lựa chọn được kết quả nhưng chúng ta có thể lựa chọn được thái độ và cảm xúc đối với vấn đề đó. Cũng giống như là khi mà anh được tặng một món quà, sau đấy anh có biết rằng là cái tình cảm đấy nó chưa hẳn nó là chân thật nhưng mà anh cũng đã ghi nhận và anh cảm thấy rất là xúc động ở thời điểm đó. Và bạn nghĩ rằng sau này nếu như bạn có một gia đình mới, một tuần bạn sẽ dành mấy ngày cho người thân của mình? Tập trung là về làm việc là trong 5 ngày, sau đó 2 ngày cuối tuần tôi muốn là thăm bố mẹ là của bạn gái, muốn có thời gian với gia đình. Hơn nữa là sau 6 giờ tối là Song luôn luôn tắt Zalo, không nói chuyện là với đồng nghiệp của tôi. Yeah.
À, có vẻ yên tâm rồi đấy, có vẻ yên tâm, có vẻ yên tâm rồi đấy. Câu hỏi này mình sẽ dành riêng cho Nga thôi. Là cái khoản tiền lớn nhất từ trước đến giờ mà bạn đã từng chi để có được cái trải nghiệm hạnh phúc, thì khoản tiền đó tầm bao nhiêu và chi cho việc gì? Có hai khoản em chi cho bản thân. Thứ nhất là em làm ngực, làm đẹp cho bản thân em. Và sau khi mà em làm xong thì em cảm thấy em tự tin hơn rất là nhiều. Em thấy em khác đi từ con người cho đến cái suy nghĩ của em. Và khoản chi thứ hai đó là em chi cho việc em đi học cao học ạ. Ở cái thời điểm học cao học đấy thì em cũng có ý định là mua một ngôi nhà để gần trường với cả con em học. Tuy nhiên rằng cái kinh tế của em nó không đủ. Ở thời điểm đó là em quyết định là em dừng cái việc mua nhà và em đi học. Bởi vì khi mà em học em có kiến thức thì em có khả năng có thể kiếm thêm thu nhập và có thể mua nhà ở thời điểm sau. Nga trả lời và xong bấm đèn. Xong bấm đèn mình cảm thấy rất vui. Bởi vì rõ ràng một cái người phụ nữ mà người ta đẹp hơn, người ta giỏi hơn, về căn bản là họ sẽ làm cho những người xung quanh họ tốt hơn. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này mình sẽ dành cho anh Sâu. Hãy kể về một cái ưu điểm của người cũ. Người cũ ở đây là vợ cũ của bạn ấy. Mà khi nhớ lại về cái ưu điểm đó, bạn vẫn có thể mỉm cười về họ. Vợ cũ là tính cách rất là tích cực và chu đáo, luôn luôn suy nghĩ về, luôn luôn làm kế hoạch là gia đình thế nào. Hơn nữa tập trung về là hai con. Bình thường ở Hàn Quốc là bắt đầu học tiếng Anh từ 6 tuổi, nhưng mà vợ cũ bắt đầu là học tiếng Anh là từ 3 tuổi. Vậy thì cái khuyết điểm gì quá lớn ở cái người đấy để mình buộc phải dừng lại cuộc hôn nhân? Để làm như vậy thì cần tiền. Thì vợ cũ là lấy tiền từ máy ATM tôi không. Nhưng chắc chắn là hai bên ý kiến khác nhau. Tại vì ví dụ như là tôi muốn là sử dụng tiền cho bố mẹ hay là sử dụng là đầu tư là chỗ khác. Nhưng mà vợ cứ quyết định, sau đó cứ đi theo ý kiến của em. Tôi suy nghĩ là điều quan trọng nhất là về nhà tôi phải cảm xúc hạnh phúc là ổn định. Nhưng tôi về nhà anh cảm xúc là không khí rất là lạnh. Thật ra thì trong cái việc đổ vỡ hôn nhân của các bạn trong quá khứ, tôi nghĩ là lỗi nó không phải thuộc về ai cả. Đơn giản là chúng ta đang có những góc nhìn trong cuộc sống không giống nhau mà thôi. Yêu nhau rồi, hiểu nhau lại là một câu chuyện khác. Để rồi cùng nhau có một định hướng, có một hướng nhìn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và để có được những điều đó trong cuộc sống, đôi khi người ta hay nói là phải ước mơ trong đời. Và thôi thì tại sao chúng ta không mơ đi? Mơ cho hai cái bạn ở đây, các bạn ấy sẽ gặp được nhau và sẽ có cùng hướng nhìn, góc nhìn giống nhau. Vì thế chúng ta tạm dừng hôm qua ở đây. Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Và đời cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh ngời, ta bên nhau sánh đôi. Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi. Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Và đời cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh ngời, ta bên nhau sánh đôi. Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi.
xanh người ta bên nhau xanh đời. Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ. Phải nghe ý kiến của phụ nữ để thôi. Một người im, còn một người nhận cái nói. Này, đây là đi cà phê lần đầu tiên đúng không? Nói chung là đi tiệc hoặc đi hẹn hò. Hết tiếng rồi. Ăn thế này. Thấy chưa, trời sinh một cặp rồi. Thôi, mình đừng hỏi gì nữa. Cái đội này nên giải tán từ hồi nãy mà không chịu nghe em.